Một cơ sở sản xuất chén đĩa từ Mo Cao ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi những ngày này đang phải hoạt động hết công suất để hoàn thành đơn hàng 50.000 sản phẩm chén đĩa khay đựng cơm cho đối tác ở Hàn Quốc. Sản phẩm chén đĩa sản xuất từ Mo Cao được các đối tác nước ngoài đánh giá là thân thiện với môi trường. Theo chủ cơ sở sản xuất, Mo Cao được ngâm nước cho mềm rồi rửa sạch để ráo, sau đó đưa vào máy ép nhiệt độ cao tạo thành các sản phẩm như chén đĩa khay đựng cơm. Khuôn tạo hình sản phẩm có nhiệt độ từ 80 đến 120 độ. Mo Cao được ép trong thời gian 40 giây để tạo hình và làm khô. Hiện cơ sở này có 5 máy ép, mỗi máy có 5 khuôn với công suất 200 sản phẩm một máy mỗi ngày. Giá mỗi sản phẩm dao động từ 1.000 đến 6.000 đồng và doanh thu của cơ sở đạt trên 100 triệu đồng một tháng và đang tiếp tục tăng. Phát triển đô thị vệ tinh liên kết vùng được xem là một trong những giải pháp mang tính bền vững cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên hiện nay đang có tình trạng thông tin quy hoạch thiếu, gây sốt đất cục bộ, khiến cho việc phát triển các khu đô thị và hạ tầng giao thông khó khăn, từ đó khiến tốc độ phát triển của vùng thành phố Hồ Chí Minh bị kéo chậm lại. Tình trạng đầu tư ồ ạt phát triển bất động sản tại một số khu vực có tiềm năng dẫn đến mất cân bằng phát triển ở các đô thị vệ tinh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phá vỡ quy hoạch chung. Những cơn sốt đất hầu hết xuất phát từ thông tin chưa rõ ràng về quy hoạch. Hiện nay, nhiều hộ kinh doanh có doanh thu cao tập trung ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh nhưng vẫn thực hiện chế độ thuế khoán. Điều này là không công bằng trong kinh doanh và dễ dẫn đến thất thu cho ngân sách. Do đó thì việc thực hiện chế độ kê khai thuế đối với hộ kinh doanh lớn không chỉ đảm bảo công bằng trong kinh doanh, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước mà còn hạn chế tình trạng các hộ kinh doanh mua bán hóa đơn, tiếp tay cho việc trốn thuế. Ở thành phố Hồ Chí Minh, hộ kinh doanh lớn có khả năng thuộc diện kê khai thuế tập trung ở những hộ kinh doanh nhà hàng, khách sạn, chuỗi quán ăn, karaoke, vũ trường và các hoạt động kinh doanh các lĩnh vực nông thủy sản ở các chợ đầu mối. Trước đây thì các cơ quan chức năng của thành phố cũng nhắm tới những hộ này yêu cầu kê khai thuế nhưng chưa thực hiện được.